Dạ, em xin chào cô chú anh chị. Dạ thì cái clip này thì em sẽ lên ba cái loại quạt xòa tháo máy về cho cô chú anh chị mình chế cháo và sử dụng ha. Thì ở đây em sẽ có ba loại cụ thể. Đây, một loại là Nidec Rama 32 24V 0.91A made in Japan nha. Thì 24V, tuy nhiên thì mình cấp 12V nó vẫn chạy ha cô chú anh chị ha. Đây, đây là mặt sau của nó có con tem và đây là mặt trước ha. Em giới thiệu trước một lát em sẽ test sau ha. Đó, mặt sau, mặt trước của nó made in Japan. Một loại thứ hai là Servo DC Brushless 0.74A. Cái này có xuất xứ là made in Indonesia. Này là mặt sau ha. Đây, mặt trước của nó đây. Đó. Và một cái loại thứ ba là của San AC. Cái này là của made in Philippines. Thông số là 24V 0.9A. Con này điều tốc được, lát em sẽ test cho cô chú anh chị xem ha. 24V mà 0.9A là nó tầm khoảng 22W. Đây là mặt trước của nó. Rồi, bên em có số lượng tương đối nhiều ha. Đây, một thùng này là Nidec Rama 32. Rồi, vô 0.74A còn nữa em lấy ra không hết. Rồi, San Ace B97. Đó. Philippines. Ok, ba mẫu ha. Thì giá nó đây. Giá này là giá tính bao ship nha. Cái con này nè, con nhỏ nhất nè, 0.9A thì là 80k bao ship. Cái con giữa 0.74A nè, Servo 130k bao ship. Nidec Gamma 32 130k bao phí ship. Hai con bự này giá bằng nhau nha. Con nhỏ này giá thấp hơn, kích thước nó nhỏ hơn, tuy nhiên nó có thể là khả năng là mạnh hơn hai con lớn và đặc biệt là nó có điều tốc bằng biến trở. Ok, bây giờ em sẽ test cho cô chú anh chị xem ha. Thì bên em trước giờ vẫn dùng khối pin 5S là 18-21V để test. Tại vì ắc quy thì to quá, em dùng ắc quy 2-300A không à, cho nên không có lấy xuống để test cho cô chú anh chị xem. Rồi em sẽ test từ cái con nhỏ trước ha. Đây, đây là con Sun A 0.9A. Thì con này thì nó có 4 dây. 4 dây thì đỏ đen là cấp nguồn ha. Đỏ đen cấp nguồn cộng trừ. Và hai dây còn lại mình sẽ vào biến trở để mình điều chỉnh tốc độ. Thì khi bán ra em sẽ có chống ngược cực, gắn diode chống ngược cực cho cô chú anh chị. Và hàng sẵn con biến trở để cô chú anh chị mình có thể chỉnh tốc độ ha. Đây bây giờ em cấp cộng vào cộng, trừ vào trừ nè. Đó, quạt đã quay tốc độ thấp ha. Bây giờ em chỉnh tốc độ cao nè. Đó. Quạt xò thì nó sẽ hơi ồn, tại vì cơ chế của nó là hút thổi, chỉ có một lỗ hút và một lỗ thổi, thì theo khí động học thì như vậy nó sẽ gây ra tiếng ồn, nhưng mà nó sẽ tốt cho cái thiết bị mình cần, nó không có bị loãng không khí. Cái này thì tùy theo cái nhu cầu chế cháo nha, chứ không phải phù hợp cho tất cả. Mình có thể là hút bụi từ một cái khu vực nào đó để thổi ra khác, hút khói từ khu vực nào, ví dụ hút khói bếp chẳng hạn, hút khói chì hàng đó, hoặc là thổi thẳng nhưng hút không khí sạch để thổi này vào thiết bị cần làm mát đó, tùy theo nhu cầu mình ha. Đó. Rồi, con này rất là ok nha. Hàng này là hàng xịn không à, không phải hàng trôi nổi thị trường ha. Philippines. Đó, thương hiệu tốt không à. 80k bao phí ship. Rồi tiếp theo là con Servo 0.74. À xin lỗi nha, cái này để em đo kích thước đi. Thường thì người ta sẽ yêu cầu em là đo cái kích thước cũng như cái khoảng cách của hai lỗ ốc. Đây, khoảng cách của hai lỗ ốc là đúng tâm hai lỗ ốc là đúng 10 luôn, đúng 10cm luôn. Rồi, độ dày của nó là 3,2cm. Họng gió thì này 3, họng gió thì này cũng 3,2 và chiều dài thì nó là khoảng 5,5. Đó, ok ha. Có thông số đầy đủ hết rồi. Rồi, con Servo 0.74A. Con này khá là khỏe nha. Do cái lỗ hút của nó với đường cánh kính, đường kính cánh nó lớn, lỗ hút lớn, họng lớn cho nên là gió rất là nhiều. Cái này mình chế rất là ok nè. Đây, em sẽ cấp trừ vào trừ, cộng vào cộng. 3 dây nha, dây vàng mình không sử dụng, em cắt bỏ nha. Con này 3 dây thì không điều tốc được.
đó, chị sử dụng đỏ đen thôi, và em cũng sẽ hàng dioxide chống ngược cực cho cô chú anh chị luôn, đen đen đỏ đỏ. Khá là mạnh, mạnh nhưng mà êm hơn cái con nhỏ hồi nãy đó, tại vì cái lỗ hút nó rộng và lỗ thổi nó rộng thì hút vào nó sẽ không bị cái gọi là khí đồng học nó làm ồn đó, cái này thì khỏe hơn, êm hơn bởi vì giá nó cao hơn luôn. Rồi ok, bây giờ em sẽ đo cái khoảng cách giữa hai lỗ ốc ha, khoảng cách giữa hai lỗ ốc của nó là gần bằng 15, gần bằng 15 cm. Rồi độ dày của nó, độ dày của nó là 4 cm, độ dày 4 cm. Cái họng gió này, thì này cũng là 4, chiều dài của nó là 7,2, khá là ok nha, xịn sò lắm. Rồi 130k bao phí ship. Và cuối cùng là con Nides Gamma 32 của Gia Băng, thì con này nó cũng 3 dây luôn, 3 dây thì mình sử dụng hết 3 dây luôn, nó không giống như con kia thì đỏ là dương và xanh với trắng là gặp lại thì nó kích chạy ha, và là dây âm. Đây em sẽ test nha, trắng xanh là thành dây âm, đỏ là dương. Nói chung đồ đồ Nhật hay là Indo hay là Philip gì cái nào cũng ngon chứ. Đừng có chị Na là được rồi, chị Na thì hên xui, nói chung chị Na cũng có đồ tốt đồ dở ha. Rồi cái này này đo đường kính sao trời, nó có 3 lỗ ốc thôi, mình đo cái chiều vuông của nó đi. Đây nó là 12 cm, chiều này chắc cũng 12 cm luôn đó. Độ dày, độ dày của nó là 3,2 cm, cái họng của nó là dài là 6 cm đó. Rồi ok cô chú anh chị ha, ai có nhu cầu chế cháo thì liên hệ giúp mẹ em ha, em sẽ để số Zalo ha, bên em thì ship code có cọc nghe cô chú anh chị ha. Rồi ok, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ.